Khánh, năm nay mình 7 tuổi. Mình là học sinh lớp 1B trường tiểu học Xã Nghĩa Bình. Hôm nay Xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần của tác giả Di Tệ. Bố mẹ mình mua tặng chị cái mình nhân dịp chị ấy sinh nhật 7 tuổi. Chị ấy đã đọc và giữ gìn rất cẩn thận. Đúng vào đúng sinh nhật 6 tuổi của mình, chị ấy đã tặng lại cho mình. Với mình, bộ sách này đã đầu trở thành một kỷ vật. Mình rất giữ gìn và trân trọng nó. Bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần gồm 4 tập. Mỗi tập sách là những bài tập gắn với những câu chuyện, tình huống cụ thể, và sau mỗi câu chuyện tác giả đúc kết thành những bài học ngắn gọn dễ hiểu. Bộ sách phù hợp cho lứa tuổi học sinh 5 đến 15 tuổi. Trong bộ sách luôn dành cho cháu sách ta như được trò chuyện cùng với ông Duy Tệ, và đặc biệt ông luôn dành cho cháu những tình cảm yêu mến, những lời răn dạy, những bài học giản dị gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Bộ sách giúp mình phát triển trí thông minh và khả năng sáng tạo vô tận, đặc biệt là hình thành và rèn luyện kỹ năng sống. Qua bộ sách này, mình biết học tập chăm chỉ hơn, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, tự tin vào bản thân, biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô. Con cảm ơn bố mẹ. Mẹ đã sinh ra con, yêu thương, chăm sóc, nuôi con lớn khôn lớn. Em cảm ơn chị Bảo Ngọc đã nấu trà sữa, nấu cơm cho em ăn. Cháu cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại đã yêu thương chăm sóc cháu. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã cho em những ngày tới trường thật vui. Bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần giúp mình biết thực hành những việc làm tốt. Việc làm tốt giống như hạt giống tốt sẽ sinh sôi nảy nở thành những khu vườn tuyệt vời. Mình biết tự làm các công việc như dọn phòng, gấp quần áo gọn gàng, biết giữ gìn cơ thể để có sức khỏe tốt. Bộ sách còn tạo ra cho mình thói quen mỗi ngày như dậy sớm, tập thể dục tự giác trong công việc nhà. Đặc biệt, bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần còn giúp mình biết yêu thiên nhiên, yêu những điều giản dị xung quanh mình. Bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần đã dạy cho mình những bài học cuộc sống thiết thực, sẽ chắp cánh ước mơ cho mình bay cao, bay xa trong hành trình cuộc đời. Đời mình rất yêu quý bộ sách Chắc Cánh Thiên Thần. Bộ sách sẽ là nhịp cầu đưa trẻ em bước vào thế giới tươi đẹp, sống vui vẻ, hạnh phúc và có ích. Hãy đọc Chắc Cánh Thiên Thần bạn nhé. Chứa vạn điều mới mẻ, mê say mỗi trang sách, dạy ta sống mỗi ngày biết yêu thương, trân trọng con người. Cuộc đời sẽ mở ra cùng trang sách. Các bạn hãy tìm đọc bộ sách này nhé. Bài số 10: ăn ngủ và tắm, đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Con đi ngủ lúc 9 giờ tối, thức dậy lúc 5 giờ sáng. Con sẽ ngủ được 8 tiếng. Con dậy được như vậy thì học mới tới đâu, con sẽ tới nhớ tới đó.
con sẽ thấy mình dễ hiểu bài, và bằng việc con học 3 tiếng 3 ngày ăn uống, con nên hạn chế việc ăn uống ở những hàng quán bên ngoài. Hãy ăn uống đúng giờ giấc ở nhà với bố mẹ, và ở trường không ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt dễ bị hư răng. Ăn xong con nhớ đánh răng. Tắm gội, mỗi ngày con nên tắm một lần vào buổi sáng trước khi đi học. Khi tắm nên tắm nước ấm, tắm nước lạnh sẽ dễ bị sưng phổi. Sau một đêm ngủ sáng dậy tắm nước ấm, con sẽ thấy sảng khoái, học mau nhớ bài. Không nên tắm ban đêm, nước ngấm vào người dễ bị bệnh. Trước khi chấm dứt sự tắm xong bằng nước ấm buổi sáng, con cho chấm dứt con cho một giọt nước lạnh vào cơ thể, tập để tập cho cơ thể có ích nghi nhanh trong điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột. Tập bài nhớ bài hôm nào không có bài tập ở nhà, con lấy sách vở ra xem ngày mai học bài gì. Con đọc sơ qua, hôm sau cô giáo dạy con sẽ dễ tiếp thu bài hơn. Bài số 87, tự lập. Mình tự học, tự mình sắp xếp quần áo, tự mình dọn cơm ăn, tự làm chủ lấy mình, không phải gặp chuyện gì cũng nhờ chị, nhờ anh. Cái gì con cũng tự làm được thì khi lớn lên, từ việc nhỏ tới việc lớn, con sẽ hoàn thành nhanh lắm. Bài số 50, đừng chủ quan. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về cuộc đua của thỏ con và con rùa. Con thỏ cậy mình nhanh nhẹn, vừa đi vừa nhở nhơ ngắm trời mây. Con rùa biết thân phận mình chậm chạp nặng nề, nên đã cần mẫu đi tới đích. Cuối cùng thì con thỏ nhanh nhẹn đã bị bỏ lại phía sau một quãng đường xa. Câu chuyện đã cho ta hiểu một bài học sâu sắc: chủ quan là nguyên nhân của nhiều thất bại, khả năng lanh lợi hơn người khác không quan trọng bằng làm việc kiên nhẫn siêng năng. Con không bằng bạn, nhưng điểm con cao hơn vì con chăm chỉ. Còn bạn chủ quan cho là mình thông minh nên làm biếng. Vậy mình tin vào sự thông minh hay tính siêng năng? Cái học là vô cùng sự thông minh của con chỉ là một ưu điểm nhỏ so với việc phải học thật nghèo. Sự thông minh sẽ mất đi nếu con chủ quan và lười biếng. Con đừng có ý là nghĩ rằng chỉ cần đọc qua là đã hiểu bài. Sự chủ quan sẽ là kẻ thù gây cho con nhiều điều không hay. Chào các bạn, chúc các bạn một mùa hè vui vẻ. Cầu mong tất cả chúng ta an toàn qua dịch bệnh.